Cứ để cho nó đi. À đây đây đây. Hi sir. Come on here, let's see the fish here. Ủa chồng. Nhìn. Như con cá mập này. Ấy à. Cái mồm của nó có thể là nhát được quả hơn quả là quả sứa vào ấy. Đúng rồi, con này nặng nên ra nó nở đỏ. Xong nó ăn nhiều quá giờ nó. Nhưng mà ở ngoài biển tự nhiên thì có tầm con tầm. Con này háu ăn nhỉ. Mấy con này háu ăn lắm. Mấy cái dòng cá sát thủ này nó cứ bỏ xuống là nó sẽ cắn thôi. Ui, cho nhiều thế. Cứ thả nhiều sao. À cho sâu cầm một con. Cầm một con đó. Đây đây cho ấy, cho sâu. Đến lượt sâu với sâu. Đấy. Một con nữa được. Được rồi. Wow. Nhớ Ninh nào. Trong có cá rồi đấy, con chỉ gần rũ xuống thôi. Đấy, ui ôi, cho ăn nhiều thế. Ui giời. Thôi được rồi, thế. Ui, tranh nhau ăn này. Thôi đi. Ui, to chưa? Ui. Từ đã để. Đấy, con này khoảng tầm 20 cân. Ghê chưa? Mồm của nó to này. Cá bớp. Ê, đừng đấy nha, anh đã con cá song này. Ờ, cá song này. Ê, đấy. Ủa, đấy con cá chém ấy, con cá bớp ấy. Mấy cái lồng này là có thông với nhau không hả? Không thông, nó con lưới riêng. Rồi đứng yên nhá, không cẩn thận nó sâu sâu lên nhá. Đừng giật mình nhá. Linh ơi, con không được đứng ở đấy, con đứng hai chân hai nghe. Wow. Con này nó to quá, nó nặng, nó không lên nữa này. Bị nhử nhiều quá rồi. Như này. Tập trung vào một cái ô như này. Cái này nó no quá rồi. Con đi xuống. Nó no quá rồi, nó không lên nữa rồi. Bây giờ phải kéo à? Không được kéo, kéo nó sợ không lấy. Con này là bao nhiêu tuổi hả em? Con này hơn 10 năm tuổi rồi chị. 10 năm tuổi, 90 cân. Mua về đây là mười mấy cân. Nhưng mà chưa thấy nó nổi lên. Thế là cứ nuôi để cho nó đẻ thôi, để giống thế. Người ta chỉ tiếp tục nhân giống và phát triển thôi, không để bán. Đi sang kia rồi.